Mặc dù còn trong thời gian kiểm soát dịch bệnh, nhưng tình trạng vi phạm nồng độ cồn vẫn gia tăng, nhất là sau khi các hàng quán kinh doanh ăn uống được phép hoạt động trở lại. Vừa qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã mở đợt cao điểm tổng kiểm tra các phương tiện. Đặc biệt, trong đợt này, ngành chức năng cũng tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, test ma túy các lái xe có tải trọng lớn. Tại ngã tư Bình Thái, đoạn qua xa lộ Hà Nội, đội cảnh sát giao thông rạch chiếc kiểm tra nồng độ cồn các phương tiện lưu thông qua khu vực này. Chỉ trong 2 giờ kiểm tra, đã có gần 10 trường hợp bị lập biên bản xử lý vi phạm. Theo đội cảnh sát giao thông rạch chiếc, chỉ trong 2 ngày lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, đơn vị này đã xử lý gần 20 trường hợp vi phạm. Do là mấy nhà hàng này kia cũng hơi xui rủi, khách mời này kia cũng hay ly bia. Sao mình không suy nghĩ một cái phương án là ví dụ mình uống bia rượu vào thì mình có thể là đi những cái phương tiện công cộng để cho nó đảm bảo nó an toàn. Tại vì công việc này kia xe máy thì chơi đi phương tiện mà hơi khó khăn xíu. Bên cạnh các trường hợp vi phạm chịu hợp tác, cũng có một số người vi phạm không chấp hành theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Đơn cử như trường hợp này, khi cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn, máy hiển thị nồng độ 0,570mg trên lít khí thở. Nhưng khi lực lượng chức năng lập biên bản thì người đàn ông này không chấp hành. Bỏ ra xa gọi điện thoại cho một ai đó, những người đi cùng cũng liên tục gọi điện thoại để tìm kiếm sự giúp đỡ. Còn tại khu vực ngã tư Hàng Xanh, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động cũng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn. Gần chục trường hợp vi phạm đã bị xử lý. Theo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, trong 4 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, toàn quốc đã xảy ra 132 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 79 người, bị thương 75 người, tăng 22 vụ. Tăng về số vụ nhưng không tăng về người tử vong so với kỳ nghỉ lễ một năm trước. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý 29.172 trường hợp vi phạm. Nguyên nhân chủ yếu là do sử dụng rượu bia, không giữ khoảng cách an toàn.